Thế nhô anh em hôm qua mình có làm một trận Battle Royale Mod Guardian vì một số lý do mà chủ mod đã để spam code 1 thành 100 nên ở trận thần rừng versus thần đầm lầy mình đã cho level 1 versus level 100 bây giờ. Mình làm một trận đính chính lại kết quả đó nhé.